Hello, đến với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình đưa các bạn vào hội Tết của người Mông nhá các bạn nhá, người Mông tổ chùa. Đấy. Nay mình sẽ giới thiệu một số món ăn. Ừ. Rồi, bây giờ theo chân mình sang bên này nhá. Món đầu tiên là món thịt sóc các bạn nhá. Đấy. Ừ. Các bạn xem nhá. Bạn này đang chặt thịt sóc nhá. Ừ. Khá ngon đấy các bạn nhá. Đấy. Khá ngon nhá. Đấy. Cái này là mình nấu canh gừng nhá các bạn nhá. Đấy, 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 đấy. Canh gừng nhá. Đấy. Đấy, bạn đang chặt để nấu canh cho mọi người này. Ừ. Có cả bún này, có phở này, đấy. Có rượu mông này. Có rượu mông tổ chùa nhá các bạn nhá. Ừ. Rồi đấy, chặt từng miếng như này nhá. Đấy. Ừ. Rồi cho vào nồi xong rồi bắt đầu sẽ cho gừng, xào với gừng xong rồi bắt đầu cho nước vào để nấu canh. Ừ. Đó. Đấy nha. Rồi. Đấy, ngon lắm này. Đấy. Bạn này là nhanh tay lắm. Ừ. Khéo nữa. Đây đây đây. Đấy. Trong nữa mình sẽ review cho các bạn nhá. Ừ. Cả món lòng nữa này. Đấy. Ừ. Thực ra là món thịt sóc này thì mình nấu canh gừng nhá bạn nhá, hoặc là mình cho lá chanh vào mình nấu với lại sả nhá, nấu như kiểu thịt chuột rừng ấy. Ừ, nó cũng nó tương đương như thế thôi, nhưng mà vị của nó khác nhé bạn nhé. Ừ. Ừ. Bên này là rau thơm, bên này là đấy, bà con đang đang nấu phở cho bà con này. Đây đây đây, đây phở ngon lắm nhé bố nhé. Đây là bún mè gà với lại mì tôm nhá. Ừ. Ở đây thì hộ Tết của bà con người Mông tổ chùa nhá các bạn nhé. Với mức giá một mâm phở này, là một mâm bún này là có giá là từ 20k đến 25k nhá các bạn nhá. Đấy, nồi nước dùng đây, to đùng đây. Ừ. Đấy, toàn các em gái Mông xinh đẹp thôi. Đây. Rồi. Đấy. Đấy là xào nấu. Xào nấu bạn nhá. Để trong nó cho gừng vào. Trong nó cho gừng vào. Đây, đây là công đoạn nấu chín các bạn ạ. Công đoạn nấu chín thịt thịt sóc, thịt rừng. Đấy nha, bạn đang nấu. Ừ,
Thì nó mà chốt khéo rồi, muốn cái chốt khéo cho mà kỳ lo cho mà yên lo chốt chế nó mà xe lo mà rồi chết rồi phải cắt thằng ơi nó mà giấc xe rồi cho lúc khéo cho mà cho chế này trong cái chín là đấy trong nước chín là cho luôn vào đây đấy 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 để bạn xem nhá đấy nhá rồi để cho gừng tái tái xong rồi bắt đầu cho nước vào nhá các bạn nhá nó mà lỡ tiền cuộc khé nó đấy cứ tìm ông đấy lỡ tiền cuộc khé nè cua na nó đấy à đối với loại thịt rừng này thì mình cho mình nấu canh thôi các bạn nhé. Còn nếu mà mình nấu giả cày thì nó càng ngon hơn các bạn nhé. Nếu mà mình không nấu canh nhá thì mình nấu giả cày. Mình nói luôn là gia vị là sẽ là gì ạ? Gừng này. Nếu mà nấu canh ấy thì có gừng, có giả, có lá chanh. Hoặc là các loại rau rừng nhá. Còn nếu mà nấu giả cày ấy, có mắm tôm này, có riềng, sả, mè, mềm đấy. Thế đó. Đấy. Có mẻ này, có nếu mà nấu giả cày nha, có mẻ, có mắm tôm, có riềng. Đấy. Có sả đấy nhá. Bốn loại này. Mình nấu tương tự như nấu thịt chó các bạn nhá. Ơi bà con đang tấp nập lắm đây. Dưới này là đấy. Đang chơi Tết ở dưới dưới này nhá các bạn nhá. Đấy. Đang uống rượu say sưa đây. Đây. Anh em đang mời. Đấy, anh em đang mời uống rượu này. Thì mua tôi thiệp cay tôi biết thiệp cay thì nó sẽ nó phở nó phánh nó rau nó kiến trò luôn cho nó mà kiến trò luôn cho nó cho nó mà nó cay cay búa luôn cho mà nó kinh nghiệm kiến trò nó ấy mà cay một cay nữa ô nó lấy tù à cắt sao nó lấy tù những trò lớn chồng ta lấy trò nó luôn chồng nào luôn có kiếm không có kiếm không có kiếm không đấy. Kiếm không à chuẩn bị lộn nha đấy bạn nha lúc cháu biết chồng mà lọt gì kia 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 ta sẽ ta rõ nữa lấy cho mình nhổ cho mình tu mình thấy đấy tôi chụp bên thiệt cái chúng cầu mà như cá mặt lơ lịt lơ sơ như cơn gầu tua luôn cho nó mày ăn cay cay thôi giới thiệu bà con nhá đây là thìn gà đấy đang 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 tuốt ra để làm phở nhé bạn đấy tôi ra để làm phở nhá đấy đây là lòng nhá đấy khấu đuôi đấy các bạn ạ. Đây là khấu đuôi đấy nhá mình ra chế biến thành lòng để ấy nhá đấy cái này là giới thiệu bà con nhá cái này mình thái ra cho bát này nhá mình cho rau thơm vào xong là bắt đầu mình mới đổ nước vào nhá ăn như kiểu sáng cối nhá các bạn nhé đấy cách nấu của bà con người Mông ở trên tổ chùa nhé các bạn nhé không biết là chỗ nào mình không biết đâu nhưng mà thực ra là cái này là truyền thống rồi có nghĩa là mình thái hết lòng vào xong là mình đổ lên nước vào rồi mình cho rau thơm vào là thành món ngon nhé các bạn nhé mình ăn như này cũng dễ ăn lắm bạn ô cay mông rồi nữa cái xe bị trung rồi xe bị trung rồi chỗ nào là đấy là chạy bộ nhá đấy
chạy trên rừng thôi cái đấy. Ừ. Đấy nhìn cái chân kìa, ôi rồi đấy căng nhỉ. Ừ. Đấy nó chỉ dai đó, không phải như gà công nghiệp nhé bạn nhá. Ừ. Gà chạy trên rừng như khác nhá, cái kia bị trung nhá, sợ sợ rồi. Ô chuột lo ít xài xài. Ừ, cho nó cái tử ơi, nó cái tử rồi nữa. Nó hay kiểu nó hay từ sống cho kia là lời sống cho kia rồi. Ôi thì chỉ khóc luôn mà rung cha lời rung câu mà rung câu đi rung câu như cá mà tớ bầu mà sao sao mà ô khó chết thì lời là nó ngay cho bên liền thả đây. Ừ. Nó mang cái lưỡi kia sửa khẽ nó luôn á. Và lùng nhá la mà của thiên gà răng gừng ấy. Ừ. Đấy. Hãy cho cái gì cho đời tao tao này. Nó mà chả no chả hầu chả bò rồi lấy lấy cua xe của ô chả mấy tụ điện luôn không câu luôn nhóc lo tỏ có tư luôn thằng luôn nữ. Ừ. Nó khóc luôn mà nó li linh sơ vừa tôi bên trong cái nào nó cái nào chưa siêu khéo siêu cua khen dần dữ lơ. Có khi mình sẽ cười lên nữa. Tôi để ít tài cuộc cho thế. Trả là khó chơi. Tôi biết hầu. Hầu hầu hầu. Ôi, chị ý nhìn dễ to thế nè. Cái nào nữa nó lỗi ít xài xe cá lì chả nó lỗi ít xài xe cá lì chả đâu bùm 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 ít xài cá nó xe cá lì chả đâu đâu chỗ đâu nó kìa. Chào à chà cá chà cá chà nó có chà rồi lực mà mặt đi chặt đầy trên đá thế ê hi hi học lỗi ít tịch của đấy. Ừ. Học lỗi ít tịch của đấy. Có muốn bỗng mà chồng mình ra sao? Rồi tới cuối rồi. Ô, tụi nó câu tiêu, lừa cái cắt nó bỏ liền nữa. Tạ chính lý luôn. Ừ. Trung lo, hảo mình, lúc bị chiều chưa? Ừ. Ô lơ lu nu chi 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 chan dun chi mai chi so po zhong a lơ ta tu bi hao de ờ u li ne tu hao kia hao kia hao kia hao kia meng lo meng lo meng lo. Ừ. Ôi dồi ôi, cầu tiền luôn. Ừ, cầu nó cua lớn luôn. Ừ.
tôi sợ bị lúc chọc bỏ tụi chú nó mà chọc bỏ số ông nó mà lúc chào nó mua cái nào luôn mua cái cái luôn mua cái tử luôn mua cái nhu luôn mua phánh luôn mua phở luôn mua chua chua nhà luôn mua xuống câu luôn à. Tôi nói với nó đã cháu bó sầu thì nhìn nó mà ôn nhà liền nhà tê nhà luôn nhà trông nhà hát thì nó học kia học kia cô nà xuống chơi ô cá trả lời nữ cá trả lời à nu nó mà giờ ít nu chán đồn gì rồi luôn cao lò mua à chán lò chán đu rau mò lò mua tàu gì nó ô nó cay rồi đấy nó cay một cay rồi ừ. Trông kìa nó kìa nó này chó hậu ít bi thế nó bên nó bị chảo nữa nó bị chảo thì khá cái nữa mới có lúc máy hù không gì tôi biết học chơi nó đây ô cá thịt tiền rồi lúc nào mà giờ nó chán luôn gì mua cái chuối giặt chuối trắng rồi nó chỉ tập chuối theo ừ. Câu cử rồi nó đi tại tia rồi lý lính tụ tụ nó sẽ lấy nữ ôi dù xem một câu lê đi theo lời dùng câu là mua tụ cha là mua tụ lâu là mua tụ lùa là mua ôi ô chứ bao tí đó sai tụ tí là con chuột biết sai theo một lợi phí chưa chia thế hầu lô cắt cha hao 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 kia chai bù lông gạo rồi này yo hao cuộc hẹn rồi chiếu xuống đây lấy lấy rồi trâu chơi chả nó chả hầu chả cay mà dùng lên nó nữa thì mong tụi chúa tôi nhỏ bên nó hay hầu mình lo hầu cuộc hay
chỗ đi chả cái mà như nó khó sức khó không có mà chung lý cung chung khó sức khó nạp tiền rồi lý gì gì rõ ràng rõ ràng đó dù mà lỡ lỡ tôi chú lý lô thì lúc dạy ya nhỏ nó học chữ câu chữ cư kìa nó sẽ lớn rồi mỗi loại y phải chia thế ạ. Ôi ơi đâu đâu mà nhỏ tiền đâu họ loại tại cuộc hết thế ạ. Cắt xa lỡ chặt chà lì cháu kia cháu phú ra cho ơ sáng trả mà đó thì cái mà chung lý chung rồi họ để nó tê yêu tê thì nó kì hậu kì bé bé sẽ là à hậu kia của khác hậu kia của nạ hậu kia của nạ lớn nó kia cái nhục hết hả cắt chặt cắt chặt nó cành nhiều cái ơi rồi chứ cắt chặt lại đi ô tôi phải chơi tôi phải chơi tập chan tôi liều học tập lớp phụ cơ thể thì chỉ bảo luôn câu này thôi. Đó, chỗ câu này nữa, cái tành của câu này. Không mà sôi phở nó này. Ừ, tài lo với tài lo chỗ chỗ cái. No. How? Có mấy lọ. Ô giọng này mặt tiền không? Tự nhiên dịch tập rồi, chỉ lọc cứ bùa thế nào. Chị hậu chứa hò chị lọc cứ bùa thế nè ai giờ ơi chị tỏ con mà đã chơi lụ bùa mô ai luôn to rung hậu chứa cả
Ôi giờ mâu non được cứ nó nhẹ xúc được cơ cũng học chơi học chơi lại Ô lo chế với hậu chế này. Ô phi chữ gì nó cũng cầu nó vừa phi đi tè nó học là gì nó cầu rồi chụp bỏ bằng cầu một trung tin thì tiền lên lô yeah, cho tao coi là gì mua bông chiên nè khi ngâu chuột khi ngâu chuột ôi tốt thế tốt thế nó à giờ mua lại bò thả luôn câu lòng công mình rồi gì thâu to thâu thâu ôi dù không muốn mà nhỉ cho cầu yếu cầu lên đây ôi dù xứng xiết ta đi yo no học kiểu quốc khế lúc này phải chung mà khu sẽ khó lơ tao mà thiệt cái mà lo gì hành theo e lý nô họ tuần cho bê cũng bê lưu chế bê chầu lưu cháu bê chầu cho bê tổ chua nhớ cho lưu cháu bê chầu thì tổ chua nơi lớn lưu cháu bê chầu gửi tạ sở nó thì nhớ nó mà cháu bê chầu số ống nó lớn nhỏ lon đỡ cứ hiện tượng chua nó lớn tuần đầu pi không khí lò gì thế tuần đầu pi nó cay nhục thế nó cay là tuần đầu lồng câu bây giờ lồng câu mông tuổi chua lại po không khí lò gì ơi họ trước cầu một chi con lý nơi lớn đó rồi sẽ cực thật sự nó mà có sẽ của luôn luôn nhập lục đẹp chi chế tổ sư này ơi lục đẹp ô hậu y khó thế ê giá sầu lâu 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 ê nó cá nhân dùng đấy ê cho tôi xếp bê xuống bê cho lâu bên lu tổ chùa bên mông bị trông một thiệt cái bị trông thảo chiếm mông nó cái này là nên lỡ chủ luôn sở hữu nó thì do sụ lô do cái thu video nữa nó phóng này cho lô sở hữu đó toàn đây nó tôi chuẩn bị thiệt cái nên ơi sao bao nhiêu là chúa chín đấy à tôi cổng phê hello ta cái thu video nó nơi nữa.